Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì bạn Xuân Heo vâng. Các bạn tôi sẽ thay bạn Xuân Heo giới thiệu với các bạn, đó là một cái bộ lịch sử mới của hãng Intel mang tên Coffee Elec. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có sản phẩm đó là i3-8100 máy hiện nay. Ngay trên đây chúng ta thấy chữ Gen 8. Các bạn đang xem video này bằng công nghệ 360, có thể quay video xung quanh để xem bộ máy tính của nó, cũng như là xem sản phẩm mới đó là i3-8100. Vâng, bây giờ tôi sẽ cùng thử unbox sản phẩm này. Tuy nhiên hiện tại sản phẩm này đã có giá là 2.990.000. Sản phẩm này đang có lợi thế rất là tranh so với một số hãng AMD Ryzen. Tuy nhiên là với người dùng AMD Ryzen như tôi thì lại khá là thích thú với AMD Ryzen hệ cấp nền chủ dễ dàng. Còn nếu với bạn đã sử dụng với nền tảng Coffee Elec thì sẽ phải thay đổi mainboard từ đầu. Và mainboard hiện tại chỉ có lựa chọn đó là Z70. Bây giờ tôi sẽ cùng unbox sản phẩm của bạn nhé. Đây, i3 đây, công ty sản phẩm đây ạ. Vâng, sử dụng đó là i3-8100, 3.6GHz, có thể boot lên 4.4, 6MHz và socket là 151. Tuy nhiên là đây socket 151V2. Ok, tôi sẽ unbox. Sản phẩm được làm tại là Made in Malaysia. Đây, chúng ta tôi sẽ dùng. Rồi, tôi sẽ bị bóc tem siêu. Chứ còn cái phiên bản này của bạn thì là cái con này trong Z170 nhưng mà trên ok đấy, đây là sản phẩm cái này của mình không có cái chân đấy nhưng bình thường nó cái dòng cao cấp này ok nó thôi ạ. Và i3 đây, con này là Z170 đấy, chip rồi ra rồi ok bạn đang ra là chip sản phẩm i3 ra đây ạ. Ok, bạn nào muốn xem hộp thì có thể quay ngược lại, chúng mình con chuột thôi, kéo nó vít chuột lại trở lại được. Vâng, thế đó là hộp thì đây là chiếc quạt của Intel, khá là mỏng, cho i3 mình nghĩ con này khá là mát, đây là phần tản nhiệt, chưa dùng đến, đây là quạt, còn nó chip đâu rồi nhỉ? Vâng, đây là chip của ta, mang tên là i3-8100. Ở đây sẽ chỉ ghi là Intel Core i3 bằng i3-8100 dung nhịp là 3.6GHz. Vâng, tôi sẽ muốn làm nhiều điều hơn nữa, test sản phẩm thực tế hiện đang sao. Tuy nhiên là hiện tại là bộ máy chủ chưa có mặt và cũng chưa có công bố. Các bạn có thể chờ đợi, còn nếu không đủ thì chúng ta thì cũng trước mắt đó là xem sản phẩm như thế nào thôi ạ. Không gian khá là ổn, tất cả. Vâng. Xin chào các bạn, đây chúng ta sẽ chờ đợi cái video thế hiệu năng sau đấy ạ. Mời các bạn nhé, thay nhớ chúng tôi là công nghệ 360 gây ngạc không quay được. Đây là công nghệ đầu tiên tại Việt Nam sử dụng, và cũng ăn phát này, công nghệ này. Lắp sang cái đỏ nó quay có lấy đỏ mà thế nào mình thiếu trong cái alo cả ngăn trong bỏ phiếu và được rồi, và bằng bọc chip. Lấy hộp chip con lát này còn ăn.